Ba cặp đôi vợ chồng Hoa ngữ nổi tiếng khiến fan mệt mỏi vì tin đồn ngoại tình ly hôn. Thứ nhất, Dương Mịch, Lưu Khải Uy. Có lẽ trong giới showbiz không có cặp đôi nào có số lần bị đồn đã ly hôn nhiều như Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Mặc dù đã kết hôn và có cùng nhau một đứa con, nhưng hai vợ chồng Uy Mịch luôn bị đưa tin đã ly hôn chỉ vì không thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Từ sau khi sinh con, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ít xuất hiện cùng nhau, điều đó dẫn tới việc nhiều người tin rằng cả hai đã nhạt tình với nhau. Nhưng cho đến khi đỉnh điểm scandal của Lưu Khải Uy bị bắt gặp ra vào phòng của bạn diễn Vương Âu lúc nửa đêm vào năm 2016 khi cả hai đóng chung trong một dự án. Tuy cả hai đều đã cùng thanh minh và bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau sau scandal, thế nhưng hình ảnh Lưu Khải Uy bị bắt gặp chăm sóc con gái một mình ở Hồng Kông, trong khi Dương Mịch biệt xứ không thấy về thăm con hay gia đình, đã khiến nhiều người không muốn cũng không thể không tin về tin đồn ly dị này. Thứ hai, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng. Cũng như Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng là cặp đôi khiến cả giới showbiz phải ghen tị vì sự ngọt ngào và hạnh phúc của cả hai dành cho nhau. Thế nhưng đầu năm 2018, Lý Tiểu Lộ đã làm cả làng giải trí chấn động trước thông tin cô phản bội chồng để cặp kè với đàn em kém tuổi là bạn bè thân thiết của chồng mình. Dù là người bị phản bội, thế nhưng Giả Nãi Lượng vẫn chứng tỏ tình yêu của bản thân đối với Lý Tiểu Lộ là vô cùng sâu sắc khi anh không hề lên tiếng trách móc hay có động thái ly hôn, mà thay vào đó anh chỉ viết tâm thư và tự trách bản thân đã chưa đủ tốt. Trong khi đó Lý Tiểu Lộ thì không hề lên tiếng về sự việc này. Và cho đến thời điểm này, kết quả thực sự của cuộc hôn nhân giữa người đẹp tài tiếng này và Giả Nãi Lượng vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thứ ba, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Tiếp nối hai cặp đôi trên, vợ chồng giáo chủ Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy là đối tượng tiếp theo của blogger xứ Trung khi thời gian qua liên tục bị tung tin sắp ly hôn. Từ giữa tháng 7, tin đồn vợ chồng rạn nứt giữa cả hai đã bắt đầu râm ran khi trong lễ mừng thọ bà của Huỳnh Hiểu Minh, người duy nhất vắng mặt chính là Angelababy và con trai. Đầu tháng 12, một số tờ báo của Trung Quốc đưa tin cặp đôi nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã ly hôn sau nhiều năm bên nhau. Họ cho biết lý do dẫn đến việc này là do những rắc rối liên quan tới việc nam diễn viên không đủ khả năng chi trả khoản trốn thuế lên đến 1 tỷ nhân dân tệ. Và Angelababy được cho là đã nhanh chóng tháo chạy, cô nộp đơn ly hôn và thậm chí từ bỏ luôn quyền nuôi con trai. Sau khi tin đồn ngày một lan rộng thì phía hai bên công ty Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều đưa ra những thông báo phủ nhận, đồng thời cho biết họ sẽ tìm tới pháp luật để làm rõ, tránh gây tổn hại tới danh tiếng và gia đình mình.